Trên thế giới, kinh tế Mỹ tăng trưởng âm, nguy cơ suy thoái tăng dần. OPEC cộng chưa muốn tăng sản lượng khai thác dầu. Ukraine bổ nhiệm thẩm phán chuyên trách chống tham nhũng. Bhutan tìm cách ngăn chặn khủng hoảng kinh tế. Tại Việt Nam, 23 quốc gia vùng lãnh thổ đã nhận đầu tư của Việt Nam. Người Việt tăng mua vàng và đã mua 14 tấn trong quý 2022. Hơn 40% doanh nghiệp ngành gỗ dự báo doanh thu giảm 40% trong năm nay. Nhiều hệ lụy khi giá hàng hóa không chịu giảm. Mở đầu là phần tin thế giới. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất công bố ngày 28 tháng 7, kinh tế Mỹ trong quý 2 từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay đã tăng trưởng âm 0,9%. Đây là lần sụt giảm được đánh giá là khá tồi tệ, khiến lo ngại về một đợt suy thoái đang cận kề. Điều này cũng phủ một bóng đen lên Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ khi đợt bầu cử quốc hội giữa kỳ vào tháng 11 đang đến gần. Theo các chuyên gia, thì sự ảm đạm của nền kinh tế lớn nhất thế giới đang phủ một bóng đen lên triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu sau đại dịch. Được biết, từ đầu năm đến nay, thì nhằm đẩy nhanh sự phục hồi, nước Mỹ đã liên tục bỏ ra những gói cứu trợ lớn để tăng chi tiêu công, cũng như thúc đẩy đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực như sản xuất hàng hóa, xe hơi, chip, chất bán dẫn và xây dựng. Tỷ lệ thất nghiệp liên tục giảm xuống. Tuy nhiên, về tổng quan nền kinh tế thì vẫn chưa như mong đợi. Lạm phát vẫn cao, sự đứt gãy các chuỗi cung ứng chưa thể nối lại và hàng loạt công ty chưa thể hoạt động bình thường do thiếu nhân lực. Theo một số nguồn tin, tổ chức xuất khẩu dầu mỏ OPEC cùng các đồng minh hay còn gọi là OPEC cộng hiện chưa muốn tăng sản lượng khai thác. Có thể trong tháng 9 tới, lượng dầu mỏ đưa ra thị trường vẫn giữ nguyên, bất chấp các áp lực từ Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, đấy chưa phải là quyết định cuối cùng và các bên vẫn tiếp tục đàm phán vào tháng 8 tới. Giá dầu đã tăng phi mã từ đầu năm 2022. Vào tháng 3, giá dầu đã tiệm cận 139 đô la Mỹ một thùng tại Mỹ và châu Âu. Một phần nguyên nhân do phương Tây cấm vận dầu khí Nga đẩy các nguồn cung bị xáo trộn. Giá dầu tăng khiến lạm phát tăng theo trên toàn cầu. Các ngân hàng đua nhau tăng lãi suất để làm nguội nhu cầu của thị trường. Theo các chuyên gia, việc OPEC cộng ngừng ngại tăng sản lượng khai thác cũng là điều dễ hiểu vì họ muốn kiếm lợi càng nhiều càng tốt từ tình hình giá dầu cao như hiện nay. Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE được cho là phản đối tăng sản lượng khai thác mạnh mẽ nhất. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa đón tiếp Thái tử Ả Rập Xê Út, ông Mohammed bin Salman tại thủ đô Paris. Hai bên đã trao đổi hàng loạt vấn đề như cuộc chiến ở Ukraine, tình hình hạt nhân Iran và khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Nhiều nhóm đối lập đã chỉ trích ông Macron vì không lên án Ả Rập Xê Út trong cuộc họp liên quan đến cái chết của nhà báo Khashoggi năm 2018. Ông Macron vào tháng 12 năm ngoái đã trở thành lãnh đạo phương Tây đầu tiên thăm Ả Rập Xê Út từ sau cái chết của nhà báo Khashoggi đã lập luận rằng vai trò của Ả Rập Xê Út là quá lớn và không nên bị ngó lơ. Tại buổi trao đổi ở thủ đô Paris mới đây, Pháp bày tỏ muốn tăng cường hợp tác với Ả Rập Xê Út về lĩnh vực dầu mỏ như tăng sản lượng khai thác và chào mời các công ty năng lượng Ả Rập Xê Út tới Pháp đầu tư. Mục đích cuối cùng là giúp hạ giá dầu và giảm tình trạng lạm phát ở Pháp nói riêng cũng như châu Âu nói chung. Được biết, Ả Rập Xê Út hiện là nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, đang ngày càng trở nên quan trọng với châu Âu, khi lục địa già muốn tìm nguồn cung khác thay thế Nga. Ukraine vừa bổ nhiệm nhà điều tra dày dặn kinh nghiệm là ông Alexander Klimenko làm thẩm phán chuyên trách chống tham nhũng. Đây là một trong những điều kiện cần thiết để có thể gia nhập Liên minh châu Âu-EU. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng thẩm phán tối cao Andriy Kostin đã chính thức ký quyết định bổ nhiệm sau khi ông Klimenko được một ủy ban đặc biệt lựa chọn. Cơ quan chống tham nhũng của Ukraine đã không có người đứng đầu suốt 2 năm qua sau khi người tiền nhiệm của ông Klimenko từ chức không rõ lý do. EU đã chấp nhận tư cách ứng cử viên của Ukraine vào đầu tháng 7, nhưng nhấn mạnh con đường trở thành thành viên chính thức còn rất xa, cần rất nhiều cải cách, đặc biệt là chống tham nhũng và minh bạch hóa các chính sách. Tổng thống Zelensky phát biểu trước Quốc hội rằng họ sẽ làm mọi thứ để giấc mơ hòa nhập với EU thành hiện thực. Đại diện của EU ngay lập tức hoan nghênh quyết định bổ nhiệm trên. Sau nhiều đồn đoán, vào ngày 28 tháng 7 vừa qua, chính phủ Argentina thông báo nghị sĩ Sergio Massa sẽ chính thức trở thành bộ trưởng kinh tế mới của nước này. Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh kinh tế tại quốc gia Nam Mỹ vẫn đang chật vật đối phó với lạm phát và các khoản nợ phải thanh toán đã không thể trả đúng kỳ hạn. Trong thông báo của chính phủ Argentina có đoạn, việc bổ nhiệm bộ trưởng kinh tế mới đã được sự đồng thuận của các bên liên quan và cả những tổ chức quốc tế. Chúng tôi tin tưởng với kinh nghiệm phong phú, ông Sergio Massa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ khó khăn trước mắt. Ông Massa sẽ thay bà Batakis, người cũng mới chỉ nhậm chức một tháng trước và được cho là đang có bất đồng với chính phủ về cách xử lý các khoản nợ không thể trả.
Trước đó, bà Batakis đã có chuyến đi tới Washington để đàm phán với các nhà đầu tư, chủ nợ và quan chức Mỹ. Cuộc đàm phán được cho là không thành công như mong đợi. Ngân hàng Trung ương Pakistan vừa thông báo dự trữ ngoại tệ của họ trong tháng 7 đã giảm khoảng 754 triệu đô la Mỹ, hiện chỉ còn khoảng 8,57 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số quá thấp và tạo ra sự rủi ro rất lớn cho nền kinh tế. Lượng ngoại tệ trên chưa đủ để Pakistan nhập khẩu hàng hóa trong một tháng nếu có biến cố xảy ra. Được biết, thời gian qua thì Pakistan đối mặt với khủng hoảng kinh tế ngày một tồi tệ khi lạm phát tăng cao, giá cả hàng hóa không thể kiểm soát và đồng tiền liên tục mất giá. Kinh tế bất ổn cũng là nguyên nhân khiến thủ tướng trước là ông Imran Khan mất chức. Theo các chuyên gia, nếu Pakistan không hành động quyết liệt ngay từ bây giờ thì khả năng đi vào vết xe đổ của Sri Lanka là có thật và lúc đó hậu quả sẽ tệ hơn nhiều vì dân số Pakistan là hơn 220 triệu người, gấp 10 lần Sri Lanka. Bộ trưởng Kinh tế Bhutan mới đây cho biết nước này đã nỗ lực hết sức ở từng bước một để giảm thâm hụt ngân sách, giảm thâm hụt dự trữ ngoại tệ và giảm đà lạm phát. Điều này diễn ra khi kinh tế Bhutan đang chịu tác động tiêu cực từ làn sóng tăng giá toàn cầu, nhất là xăng dầu, khí ga và lương thực. Bhutan dân số ít ỏi, chỉ hơn 800.000 người đang đối mặt với cơn bão giá, nhất là dầu mỏ và lương thực do cuộc chiến ở Ukraine, tác động của COVID-19 và không có khách du lịch do đại dịch. Bộ trưởng Kinh tế Lokna Sharma nói tiếp, dự trữ ngoại tệ của họ hiện chỉ còn 970 triệu đô la Mỹ, trong khi nợ nước ngoài đã tăng lên 3,2 tỷ đô la Mỹ so với 2,7 tỷ đô la Mỹ khi đại dịch chưa xuất hiện. Hiện chính phủ đang yêu cầu người dân tiết kiệm mua hàng, nhất là đồ xa xỉ như đồng hồ đeo tay hay trang sức. Điều này sẽ giúp tiết kiệm ngoại tệ nhập khẩu. Người dân chỉ nên mua những thứ thật cần thiết hàng ngày như lương thực, giấy hay xăng dầu. Thứ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc ông Bang Ki-sun hôm nay cho biết chỉ số giá tiêu dùng CPI của nước này đã tăng 6% trong tháng 7, một phần do tình hình thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng đến năng suất nông sản và sản lượng đưa ra thị trường. Cán cân thương mại được cho là vẫn sẽ thâm hụt trong tháng 7 do phải bỏ ra nhiều tiền hơn để mua xăng dầu. Đây có thể là tháng thứ tư liên tiếp Hàn Quốc thâm hụt thương mại. Trước đó, các chuyên gia dự đoán CPI của Hàn Quốc chỉ tăng khoảng 6,3% trong tháng 7. Đây cũng là con số cao nhất trong vòng 24 năm qua. Những con số cụ thể về kinh tế và thương mại trong tháng 7 sẽ được chính phủ Hàn Quốc công bố vào đầu tháng 8 tới. Theo số liệu mới nhất của chính phủ, tỷ lệ thất nghiệp của Nhật trong tháng 6 là 2,6%. Đây là con số không thay đổi nhiều từ đầu năm 2022. Trước đó, theo một cuộc thăm dò vào tháng 5, các chuyên gia dự đoán tỷ lệ thất nghiệp của Nhật có thể giảm nhẹ còn 2,5% vào tháng 6. Trong tháng 6, thì bình quân một công việc được đăng tuyển chỉ có 1,27 hồ sơ nộp vào. Điều này cho thấy số người đang đi tìm việc cũng không thực sự cao. Theo các chuyên gia, thì hiện nay phần lớn doanh nghiệp Nhật đang duy trì lượng nhân công ổn định, không có sự xáo trộn. Một số công ty như trong mảng sản xuất xe hơi đã phải tạm hoãn hoặc cắt giảm nhiều sản phẩm do tình trạng thiếu chip và linh kiện. Tuy nhiên cũng không cắt giảm nhân sự. Họ chấp nhận để các nhân sự này tạm thời nghỉ có lương hoặc tạm thời chuyển sang công việc khác như đi tiếp thị hoặc marketing. Các công ty Nhật thường được đánh giá cao về khả năng linh động trong sắp xếp nhân sự và cũng không có truyền thống sa thải nhân viên trừ khi đó là điều bắt buộc. Quý vị đang tiếp tục theo dõi phần tin trong nước cùng những tin tức đáng chú ý khác. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa thông tin trong 7 tháng đầu năm nay thì tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 358,76 triệu đô la Mỹ, bằng 62,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này thì có 67 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đăng ký đạt trên 313 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Trong 12 ngành nhà đầu tư Việt Nam rót vốn thì công nghiệp chế biến, chế tạo đang dẫn đầu, chiếm hơn 60% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khai khoáng, bán buôn, bán lẻ, thông tin và truyền thông. 7 tháng đầu năm nay có 23 quốc gia vùng lãnh thổ nhận đầu tư của nước ta. Dẫn đầu là Lào, tiếp theo là Singapore, Mỹ, Đức, Hà Lan, v.v. Theo báo cáo về xu hướng du lịch hè 2022 từ nền tảng dịch vụ du lịch trực tuyến Agoda, Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích vào dịp hè của du khách nhiều quốc gia. Theo đó, thì Việt Nam dẫn đầu danh sách điểm đến thu hút khách Hàn Quốc. Được biết, du khách Hàn Quốc yêu thích các bãi biển đẹp và sự hiếu khách của người Việt. Ngoài ra, thì theo Agoda, một lượng lớn người Hàn Quốc đến Việt Nam làm việc cũng là một trong những lý do đưa Việt Nam lên vị trí đầu bảng xếp hạng điểm đến du lịch được du khách Hàn săn đón trong mùa hè năm nay. Ngoài ra, thì Việt Nam còn góp mặt trong danh sách các điểm đến mong muốn được ghé thăm của du khách Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia trong dịp hè này. Riêng về du lịch nội địa thì thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Hà Long, Hội An và Phan Thiết là những điểm đến được yêu thích năm nay của người Việt.
Thông tin đáng chú ý khác, theo báo cáo xu hướng nhu cầu vàng mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu vàng toàn cầu đã thống kê trong quý 2 2022 đã giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 948 tấn. Riêng tại thị trường Việt Nam thì người tiêu dùng đã mua 14 tấn vàng trong quý 2, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các chuyên gia, thì nhà đầu tư đã tìm đến vàng và đặt niềm tin vào kênh đầu tư này do lo ngại về lạm phát và sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Theo nhiều nhà quan sát thị trường, trong thời gian tới dòng tiền sẽ tiếp tục đổ vào vàng khi nhu cầu mua vàng tiếp tục tăng. Các nhà đầu tư gia tăng tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn. Để giải quyết vấn đề tiêu thụ và nâng cao chất lượng nông sản đảm bảo sinh kế cho nông dân, thì việc đẩy mạnh chế biến nông sản chính là chìa khóa cấp thiết giúp cho ngành nông nghiệp Việt gỡ khó. Tuy nhiên, nhiều năm qua thì việc phát triển lĩnh vực này còn gặp nhiều trở ngại. Nông sản nước ta chủ yếu được bán với dạng nguyên liệu thô, không đạt được giá trị cao nhất, giảm tính chủ động trong khâu tìm đầu ra khi chưa đa dạng hóa thị trường. Vừa qua thì chính phủ đã có quyết định phê duyệt chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 với mục tiêu phát triển chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả và bền vững, đáp ứng nhu cầu quy định của thị trường tiêu thụ. Đồng thời phấn đấu vào năm 2030 sẽ đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến nông sản đứng trong top 10 thế giới. Muốn thực hiện điều này, theo nhiều chuyên gia, đến năm 2025 tốc độ giá trị gia tăng công nghiệp chế biến phải đạt hơn 8% một năm. Đến năm 2030 phải có hơn 70% cơ sở chế biến bảo quản nông sản đạt trình độ và tỷ trọng xuất khẩu nông sản chủ lực phải có 60% là các sản phẩm chế biến. Thời điểm này thì nước ta phải thúc đẩy hình thành doanh nghiệp chế biến nông sản hiện đại, hình thành cụm công nghiệp gắn với sản xuất nguyên liệu. Ngoài ra thì các chính sách tín dụng hỗ trợ ưu đãi về thuế cũng sẽ là tiền đề quan trọng tạo ra sức hút với doanh nghiệp khi đầu tư vào chế biến sâu. Trong những tháng đầu năm, các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và lâm sản có được đà tăng trưởng khá khi có nhiều đơn hàng. Tuy nhiên đến nay thì tình hình xuất khẩu của ngành này đang gặp khó khăn. Tháng 7 này là tháng thứ 2 xuất khẩu gỗ và lâm sản bị giảm tốc. Theo Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản tháng 7 ước đạt 1,41 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,5% so với tháng 6 và giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều doanh nghiệp ngành gỗ cho biết doanh thu và đơn hàng tại nhiều thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Anh đang sụt giảm mạnh. 71% doanh nghiệp cho biết từ nay đến cuối năm các đơn hàng sẽ tiếp tục giảm. 44% doanh nghiệp dự báo doanh thu cả năm nay sẽ giảm khoảng 44%. Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam cho biết các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về vốn, chi phí cho nguyên liệu đầu vào, lương cho người lao động. Hiện thì các doanh nghiệp đang thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có chuyển đổi mặt hàng, thị trường hay giảm quy mô sản xuất để khắc phục khó khăn trước mắt. Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, tại thị trường Singapore, giá xăng thành phẩm cập nhật ngày 25 tháng 7 như sau. Xăng RON 92 là 105,58 đô la Mỹ một thùng, xăng RON 95 là 158,26 đô la Mỹ một thùng. Mức giá này giảm khá mạnh so với ngày 21 tháng 7. Theo các doanh nghiệp đầu mối, thì trong kỳ điều chỉnh giá ngày 1 tháng 8 sắp tới, giá xăng có thể sẽ giảm từ 2.000 đến 2.500 đồng một lít. Trong kỳ điều hành trước, thì giá xăng RON 95 tại thị trường Việt Nam còn 26.070 đồng một lít. Giá xăng E5 RON 92 về mức 25.073 đồng một lít. Giá xăng hạ nhiệt đã tác động tích cực đến nền kinh tế cũng như đời sống của người dân. Theo Bộ Công Thương, sang quý 4, giá thành phẩm xăng dầu thế giới được dự báo sẽ tiếp tục hạ nhiệt về 110 đến 115 đô la Mỹ một thùng, giúp giảm giá bán lẻ trong nước đáng kể về dưới 24.000 đồng một lít. Dầu sẽ dao động 19.000 đến 20.000 đồng. Thưa quý vị, giá xăng liên tục giảm thời gian qua khiến cho người tiêu dùng mong ngóng giá hàng hóa sẽ giảm. Điều này nhằm giảm bớt gánh nặng cho bài toán chi tiêu hàng tháng của các gia đình. Tuy nhiên thực tế thì giá cả hầu hết các mặt hàng đều đứng im. Theo chuyên gia kinh tế, giá cả hàng hóa thường chịu tác động của quy luật cung cầu và từ áp lực cạnh tranh. Còn người kinh doanh thì không chủ động giảm giá mà thường sẽ kéo dài việc bán với giá cao càng lâu càng tốt. Tuy nhiên điều này sẽ gây hại đến thị trường và cả nền kinh tế. Giá cả hàng hóa cao sẽ tạo áp lực về lạm phát, người tiêu dùng giảm chi tiêu, hàng hóa khó lưu thông ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng. Hàng hóa neo ở mức cao sẽ càng làm cho chi phí đầu vào, chi phí sản xuất của nhiều ngành kinh tế tăng cao, giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước với hàng nhập khẩu. Từ đó nguy cơ khủng hoảng thừa rất dễ xảy ra. Là địa phương có trên 8.800 hectare chè thì từ lâu cây chè trở thành cây trồng chủ lực và đem lại giá trị kinh tế cho người dân Lai Châu. Được biết thì từ đầu năm cho đến nay sản lượng chè tại Lai Châu đạt khoảng 32.500 tấn. Tỉnh cũng có trên 5.700 hectare chè đã tham gia liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ. Trên 210 hectare được chứng nhận an toàn như Việt Gáp, chè hữu cơ hay đạt chứng nhận RA. Để tăng cường quản lý phát triển, nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu chè, địa phương đã chủ động hỗ trợ tổ chức cá nhân sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chè và xúc tiến đầu tư để tìm kiếm đối tác nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu.
Về mặt kỹ thuật, tỉnh đã phối hợp hướng dẫn tuyên truyền người dân hạn chế sử dụng phân bón hữu cơ thay bằng các phụ phẩm nông nghiệp cùng nhiều giải pháp khác. Ngoài ra, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cũng đặc biệt quan tâm hỗ trợ, thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến, qua đó nhằm phát triển ngành chè của tỉnh nhà, cải thiện đời sống người dân và từng bước khẳng định thương hiệu ở thị trường trong và ngoài nước. Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tạp chí Today Life ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.